Ê, mọi người nhìn này, thả cái cá đã đóng ngay ở đâu đây này, dãy này, đấy, rất đắm cá nhé. Đây là cái đầm bỏ hoang tuy bé chứ chục năm nay ở đây, hôm qua cò mới vớt bèo nên là hôm nay nước nó trong nên là ông cháu mình vác lưới và kích ra đánh cá nhé. Mọi người cùng dõi theo anh em mình nhá. Ê, mọi người nhìn này, thả cái cá đã đóng ngay ở đâu đây này, dãy này, đấy, rất đắm cá nhé. Đấy, cái nạch mương này to rộng bỏ hoang lâu lắm rồi. Trước ao bèo kín người ta mới vơ đi để lấy chỗ thoát nước nước cánh tránh một đồng ruộng này. Ông thì đang thả đấy. Này, thả cái cá đóng luôn này. Đấy, giữa giữa này có con nữa đóng phao chim nha. Nhưng, quay hơi xa chắc mọi người không nhìn thấy. Mấy con ấy, đây giữa đóng kia đóng, không đầy đấy. Cá đây rất Rồi, nắm nha nghe, bỏ ông hoang này đi đâu. ăn nè. Vâng, đóng rất nhiều luôn đấy. Đấy mình mời nhé, bây giờ anh em bắt đầu tiến hành kích nhận đấy. Ông ơi, vớt lưới đây. Em bắt được mấy con cá mại không? Nếu mà mại to thì về cho một kho nhé. Nghe mèo lắm. Đấy, bạn nhìn đây. Em là em thế nào mà đầy cá? Úi giời, phi của thì này. Đây. Ui ồ nào một bối cục hai con. Hai chị em nhà rủ phi rủ rủ nhau vào đây. Cá này nướng rồi đấy. Nướng không gỡ luôn. Gỡ luôn đi. Cái này còn hai nạng cũng tốt rồi. Nạng con này. Hơn nạng con. Con rô tá to. Nên mình có kích gì chùa là nó cứ vào nuôi hết, nhưng mà cứ đòi anh kích đánh cái gì. Cứ tưởng hôm nay ông con kiếm ăn, nó là không kiếm ăn gì cả. Đấy, lại còn nữa này. Đấy chưa, cá này nướng được rồi. Đấy, tự nhiên chăm chăm luôn. Còn cá đấy chưa cả, còn nữa. Đâu kia phát à? Nó nằm đấy. Đấy, con trên nè. Đấy, cầm cầm. Trời ơi. Đấy, cứ bảo kích không được, ông bắt hết toàn lưới đâu. Hết toàn lưới đâu đó, còn kích cái gì. Này thì thà không bê kích gì xong. Đàn cá nó thoát rồi, con này à. Kìa, đóng liên tiếp kìa. Lần nào không đánh được con nào cũng đúng ấy. Các người nhìn này, kích, đóng hết vào đây đâu mà kích. Đây ba con bốn con điền đây. Kích nha. Kích tinh vào đây thôi. Đâu rồi đấy. Thế thế bảo rồi. Không có con nào chặn. Gỡ mỏi tay ông nhỉ.
bối rồi không? Đóng nguyên chỗ này 4-5 con liền. Này cái còn đây con thế này. Nặng con hơn nhỉ? Nặng hơn nặng bé. Nặng. À, nó phải ra cái ngoài quá to. Cứ tầm nặng lưỡi một con là cái chắc. Cá này nướng ăn tốt rồi. Chuẩn bị mua gia giảm. Mua gia giảm ra mà nướng thôi. Là một bếp có tầm 50 con thì chắc ăn gì. Mời cả họ đi ha. Chứ mày hỏi tao cái bà hóa đó đi. Mày cá đâu phiên hỏi bà hóa. Tôi đóng một chùa đấy đó. Đây là cái đồ sau cưới này. Ở cái chỗ này là cái chỗ dồn vào một chùa từ trên cái chùa xuống. Đấy. Bây giờ cứ đóng này lại thôi. Này lại cũng phải có vài cân. Úi giời ơi. Gắn. Đoạn con đỏ nư. Úi giời. Thế làm sao kích được con nào nữa? Chui hết vào lưới ông đâu mà còn đào còn kích được á. Nhưng mà tất cả cũng đeo vào nồi nhôm tiền hết. À nhôm tiền. Kích cũng bộn tiền và lưới cũng bộn tiền. Tất tiền vào hết. Cá này đóng lưới tư vừa đẹp luôn. Lưới tư vừa tuốt. Vừa tuốt. Vừa dễ. Này. Đóng này. Ui, lại ống tiếp đây. Đây là hoang dã 100% nước bắn nha. Hoang dã nó còn đen, đen có hoa nữa cơ. Tưởng cứ mỏi tay. Đấy. Ngồi thất bại kích tưởng là gì ông mưu mô ông cho vào để ông lừa vào lưới không? Ông lừa hết vào lưới của ông đâu mà. Đóng hết lưới rồi. Kích thì mấy con cá mới vừa mắt. Người thấy chưa, ông Tuyệt bên nó cứ gỡ liên tục. Đây là cá tự nhiên 100% nhé. Cái nạch mương này là xã mới thuê cỏ vớt rau nên hôm nay Quang ông Tuyệt mới thả đấy. Này bỏ hoang đâu lắm rồi. Thế là lại vì được nấu ăn lại được bán kiếm tiền nhỉ. Nhất ông đấy. Cá này cầm ra chợ cái hết sạch ngay. Dốc về bán cho mỗi anh em đi chút một cân. Ăn tạm. Qua mùa Covid. Mỗi anh em ủng hộ mua cho ông Tuyệt với nó một cân nhá. Đấy. Ông để. Đóng một giây luôn. Không bán đâu, ông Tuyền bây giờ là cứ hô anh em tất cả là nó bảo cả họ đến ăn được, mua đồ rào có bao nhiêu nước hết, to bé nước hết, bảo cả họ ăn được còn chứ không ông Tuyền không bán đâu nhá, xin thì cho còn đâu cho nướng, thằng nào ăn thì không ăn thì chia thôi, ông bảo rồi không ăn thì thả. Nhiều cá quá hắn còn thả đi không thả bớt đi đấy đóng. Gà đóng đầy cái đấy. Kiểu gì cũng phải có từ 6 đến 7 cân cá. Lồng thuyền nó có đầy rồi đấy.
mình nhìn lại đấy, gỡ từ đấy hơn kích đấy, kích khỏa vào rồi. Gỡ mỏi tay quá hả ông? Thuê cho gỡ cho. Ông cứ chê cho, ông đã thử đâu biết, chân cao thủ gỡ cá đấy. Như vậy là đều rồi, cá vậy là đều. Quay gần gần nha, chắc nó về cắt nó gần xa xa. Quay xa rồi nó không muốn gì. Mà nó có cá, những cá thứ hơn là xa. Nghĩ đấy, ông vừa mỏi tay nó là thôi, ông vừa mỏi tay thôi. Gì ngã? Ít nhất là đến cuối lưới phải được 3 con đó. Chờ con thì xuống nhỉ, có 3 rồi. Úi ba ba ông ơi. Ba ba rồi. Ui. Úi dồi, nó nổi cả đít đi. Không có gì. Phi. Thoát rồi. Chắc con đây chỗ đấy đóng thoát rồi. Đầu đầy ngay con đầu đầy đứng gì.
trẻ tinh ăn, ngồi trên nhìn ông già ở lưới. Đây, bây giờ mình trên bờ quay, bây giờ xuống hộ của ông Tiền bắt cá về để nấu nhá mọi người. Ông Tiền còn đang uống nước mệt quá này. Già như còn dai sức lắm. Những con này về nướng hết ý đấy. Chỉ yêu thích cá rước 18 nè. Chỗ này phải hơn chục cân cá đấy ông nhỉ. Nhiều vậy đâu mà. Ui giời, tâm lý đóng gõ mỏi tay. Đấy, mọi người nhìn chưa? Đấy, một tiền đó. Thôi nhá, chào mọi người, hẹn mọi người video tiếp nhá. Mọi người thấy hay hãy like và chia sẻ ủng hộ Đỗ Cơ Đức Kiên Vinoc nhá. Chào mọi người nhá. Ủng hộ Đỗ Đức Kiên Vinoc và ông Tiền Vinoc nhá. Ông Tiền bây giờ kênh của ông Tiền là ông Tiền Vinoc. Xin chào các bạn nhá. Mọi người ủng hộ ông Tiền Vinoc nhá. Chào mọi người nhá.